Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Nấu Ăn Ngon nha. Ở cái video này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà làm đậu phộng da cá như ngoài hàng, rất là ngon và cực kỳ giòn. Thì ở đây mình có chuẩn bị nguyên liệu là trước tiên là lạc, mình lấy 150g lạc nhé. Bột mì mình dùng 150g bột mì nhé. Nếu các bạn mà muốn làm bất kỳ một cái bánh hoặc cái loại nào mà muốn nó giòn á thì mình sẽ dùng cái loại mà bột mì 11 hoặc 13 đấy các bạn. Còn mình mà muốn nó mềm mà nó có độ dai thì mình sẽ dùng cái loại thấp như là bột mì số 8 nha. Thì ở đây mình dùng cái loại bột mì số 11 này. Nước cốt dừa có 60ml nước cốt dừa. Đường ở đây mình dùng 50g đường, một lòng đỏ trứng gà và 1/3 thìa muối tinh nha. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm nha. Nước cốt dừa mình sẽ cho vào cái bát lớn hơn. Mình cho muối vào, cho cả đường vào hết luôn nha. Bây giờ mình sẽ đảo cho nó tan hết đi là được không các bạn? Mình đổ cái đánh trứng này để mình đánh con đường nó sẽ nhanh hơn nha. Đây, sau khi mà đường nó đã tan hết thì như thế này thì mình sẽ cho cái lòng đỏ trứng gà vào nha. Lòng đỏ trứng thì vào nó sẽ làm cho cái hạt đậu phộng của mình nó sẽ màu đẹp hơn. Mình cũng sẽ đánh tan lòng trứng hết rồi nha. Làm theo cái cách này thì rất là đơn giản các bạn, mà chất lượng thì cực kỳ tốt, ăn ngon lắm, vừa giòn vừa thơm, nên là nó không có phải cầu kỳ quá. Bây giờ như thế này là được này, đã an toàn hết rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho lạc cho cái này. Bây giờ mình sẽ múc từng ít một cái hỗn hợp này nhé. Mình cho vào. Các bạn cho làm sao mà chỉ cho nó vừa ướt đến những cái hạt đậu phộng thôi nhé, hạt lạc thôi nhé. Mình mà cho quá là khi mình cho bột vào, áo bột vào là nó sẽ bị dính, nó sẽ không đều. Ướt đều là của mình nó ướt đều như thế này là được ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái relay như thế này nhá. Mình sẽ đổ bột vào, các bạn chỉ đổ ít thôi nhá. Đấy, thì mình sẽ lọc dần dần như thế này để cho nó đều nhá. Khi mà lắc đều rồi như thế này này thì mình lại cho tiếp tục mình cho cái hỗn hợp này vào nha. Các bạn nhớ lưu ý là mình sẽ cho ít một thôi nha. Rồi mình sẽ tiếp tục, khi mà đều rồi mình lại cho bột vào mình lắc nhé. Mình nhớ là cho bột mình sẽ cho từng ít một, không nên cho nhiều nó sẽ bị bón bột nha các bạn, nó không đều. Và cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi nó đến hết thì thôi nha.
mình sẽ lắc cho mạnh nha các bạn. Lắc càng mạnh thì bột nó sẽ dính chặt vào cái hạt lạc, thì khi mà mình chiên nó sẽ không bị tách rời á. Đây chính là lạc sau khi mà đã được áo bột nha các bạn. Đấy, hạt lạc nó đã dính hết rồi, rất là ngon này. Các bạn nhớ làm kỹ cái khâu này nhá. Vì nếu cái khâu này mình mà không lắc không mạnh, không lắc đều, không lắc kỹ thì là khi mình chiên nó lạc nó sẽ tách rời đấy nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu để chiên nha các bạn. Mình đổ dầu vào mình bật bếp nhé. Chiên cái này thì bắt đầu khi mà dầu bắt đầu nóng thì mình phải cho lạc vào nhá. Mình mà để nó như thế này là đều nó bắt đầu nổi tăm, các bạn thấy không? Đấy, mình cho vào, cái mình mà để nó nóng quá thì khi mình cho vào nó sẽ bị nổ, nó sẽ bị tách rời á. Hạt và bột nó sẽ không dính vào với nhau nha các bạn. Riêng cái này thì mình cũng cần phải cho nhiều dầu nhá. Cũng phải đủ ngập, chứ không nó sẽ không giòn, không ngon được. Mình sẽ chiên ở lửa nhỏ thôi nha các bạn. Chiên như khi nào mà nó vàng là được nhá. Các bạn nhớ là mình sẽ cho lửa nhỏ thôi nhé. Mình cho lửa to quá là nó sẽ bị vỡ thôi nha. Và mình sẽ lắc như thế này này. Chứ mình không đảo, mình đảo thì nó sẽ dễ làm vỡ. Như các bạn thấy là lửa nó đã vàng nhé. Đấy, màu rất là đẹp nhé. Do là mình có cho một trứng gà vào á. Và một trứng gà nên là nó sẽ hơi có vòng. Để mình bớt ra nó ăn hết nha. Các bạn nhìn thấy màu rất là đẹp, rất ngon nha. Mình đang là gần được nha, mình sẽ chiên một tí nữa thôi. Mà khi mà gần được rồi thì các bạn có thể đảo liên tục nha. Không thấy nó rất là dễ. Cái lúc nãy thì mình có chia ra mà nhiều quá, mình mới chia đôi ra để mình chiên. Cái chảo dầu này bây giờ mình sẽ để mình chiên lại mẻ thứ hai nha các bạn. Nhưng mà trước khi chiên mẻ thứ hai thì mình sẽ cho cái nồi này ra ngoài, mình tắt bếp cho nồi ra ngoài để cho nó nguội bớt dầu. Thì khi đấy mình phải cho hạt lạc vào, nếu không mình mà để một cái chảo dầu đang nóng như thế này mình cho hạt lạc vào thì chắc chắn một điều rằng hạt lạc của mình nó sẽ bị tách rời giữa bột và lạc chứ các bạn. Nó sẽ bị nổ ra ấy. Nó sẽ bị tách rời, vậy nên là mình sẽ tắt đi nha. Một lúc nữa mình sẽ chiên lại. Cá nước cốt dừa mà mình vừa mới làm xong đó các bạn. Chưa bao giờ mà mình cảm thấy cái món ăn này nó lại trở nên đơn giản và dễ làm đến như vậy, nhưng lại cực kỳ là thơm ngon nha. Những món ăn này thì cái món ăn này thì được rất là nhiều những cái tín đồ ăn vặt người ta lựa chọn. Cũng có thể dùng để uống bia, nhâm nhi, chén rượu.
đặc biệt là những các bạn nhỏ nhé. Các bạn nhỏ là rất là thích món này đấy ạ. Vậy nên mình cũng có thể tự làm ở nhà để có thể đảm bảo vệ sinh an toàn để cho chồng và cho con nha. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của mình nhé. Các bạn nhớ like, share, đăng ký kênh, có chuông để có thể theo dõi được những video mới và nhanh nhất của mình nha.